Hôn cái nào. Có lệ quá. Họ ở lều bên cạnh, tai họ thính lắm đó. Vợ chồng hợp pháp mà. Mấy cậu đều không đi ngủ hả? Chẳng phải hiếm khi mọi người mới có một buổi tối thư thả đúng không? Vậy tôi dắt chó đi dạo cái nha. Tôi hơi đói rồi, tôi đi tìm đồ ăn đây. Tôi đi ngắm trăng đây. Dẫn tôi đi với. Ở lều phụ nữ thì nhớ nhìn thời gian. Nè, tôi chuyện này, tôi nói chuyện đàng hoàng thôi. Đường về nhà, xem thuyết minh sớm nhất trên ứng dụng Vion.